Nói chung ngày hôm nay thì Minh Sù với Buka quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu thì rất là vui. Anh phải livestream để tâm sự với tất cả các chàng trai trên Facebook của anh về cách làm đẹp. Ngồi đây, ngồi kế bên. Đó, bây giờ mình lên livestream. Không nói luôn đi, mình livestream chi vậy anh? Bây giờ ở đây ai cũng nghe rồi đúng không? Bây giờ phải livestream cho những người ta coi Facebook nữa không? Đó, rồi bây giờ đã bắt đầu nè. Một người coi. Trời ơi em ơi, ba người coi. Trời ơi, 170. Được rồi. Thôi nhanh nhiều quá vậy. Lắm anh rồi. Mua mắt xem hay sao mà nó lên nhanh vậy anh? À, mấy cái đó mình nói riêng. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, xin chào Tuyết Lan. Trời ơi, này, trời, Buka em yêu chị. Ủa, tại sao vậy? Yêu em, tại người ta thấy cái mặt em hơi né rồi nè. Rồi né vào bên, thường người ta nói là nhức dáng gì da cơ mà, đúng không? Rồi, làm đẹp bằng cách nào? Rất là đơn giản thôi. Tối đi ngủ, đắp mặt nạ 5 lần. Rồi, sáng thức dậy, đắp mặt nạ 5 lần. Thế là chúng ta sẽ có một làn da tươi sáng. À, đúng rồi, đúng không Buka? Như vậy mà cũng gọi là làm đẹp nữa hết à. Các bạn ơi, xin chào các bạn. Các bạn hãy tắt livestream của Minh Sù đi qua coi livestream của Buka nha. Trời ơi. Các bạn đừng tắt, vẫn theo dõi, vẫn thả tim nha. Ví dụ như chúng ta đắp mặt nạ mắt. Xin chào các bạn, đến anh này để em. Hi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, Buka đây. Buka muốn chia sẻ với các bạn một bí quyết làm đẹp. Bây giờ chúng ta muốn đẹp rất là đơn giản. Muốn đẹp chỉ cần make up mắt chúng ta mà có hí. Dán một cái mí mắt lên là mắt hai mí lộ liền. Mũi chúng ta có xẹp, vuốt hai cái đường đen đầy cái là mũi cao lên liền. Môi chúng ta có nhợt nhạt, thoa một miếng son là làm môi quyến rũ liền. Và nếu như mà mặt chúng ta có bị bư quá, chúng ta lấy cái phấn màu đen á, chúng ta đánh vô đây nè là mặt chúng ta thon gọn liền. Nè, anh nói cho em nghe. Bây giờ làm đẹp là phải dưỡng da bằng cái mặt nạ. Làm đẹp là phải trang điểm, phải make up. Ủa, sao cưng muốn sao cưng muốn đẹp mà phải sửa chứ. Trời ơi. Chị á là chị sửa hết chị mới được đẹp như vậy nè. Mỗi ngày nét mặt chị mỗi khác đúng không? Ủa, người ta nhìn vô người ta nói ủa chị Giang sao bữa nay chị khác, chị sửa. Chị live stream mà chị nói với ai vậy? Chị nói với phía trước thì ai coi chị? Chị nói với đây nè. Chị nói ở đây nhưng mà chị phải giao lưu đi phía trước. Bây giờ muốn đẹp là mình phải make up. Muốn đẹp là phải dưỡng da. Không có dưỡng da mà cũng không make up. Muốn đẹp thì phải đi chỉnh sửa như chị, từ trên xuống dưới chị sửa đều hết. Đó là gu của mọi người. Còn gu của chị á là phải đẹp thiệt. Đó. Đây, gu chị đây. Wow. Quan lão quá. Bao nhiêu cái mụn lọt ra hết nè. Bảy hả? Giỡn. Mặt người ta đẹp tự nhiên. Mặt đẹp tự nhiên. Dáng đẹp cao nhất bày. Ủa mà hôm nay mình tới đây mình bàn về chuyện mặt mụn hay là dáng dốc? Bàn về là cao nhất thì phải đi với người thấp nhất để nó cân bằng lại. Đúng rồi đó chị. Mời em về đội chị. Xin mời ban cố vấn. Mời Cương về đội chị. Chào mừng các bạn đã đến với Tần Số Tình Yêu. Vẫn khung giờ quen thuộc của chương trình đó chính là 21:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ hai chàng trai. Wow. Hai chàng trai đẹp bảo đảm, một sói ca luôn bước ra là anh Sù lép vế liền. Ngay bây giờ hãy vỗ tay. Khoan. Hả, chưa nữa hả? Chưa, hôm nay anh thấy em mặc cái bộ đồ vest này có một cái nét đẹp lạ lắm. Anh vậy chưa hình dung ra được cái nét đẹp này thuộc giới tính nào. À, bộ đồ thí dụ mà giới tính anh... mình phải linh hoạt. Đúng rồi. Ví dụ anh thích em nhu bì tí xíu thì anh cứ thử nhìn thẳng em. Anh thích em có thể là mạnh mẽ tí xíu, anh thử nhìn sau lưng em. Trời ơi, giỏi quá. Một bộ đồ mà nó linh hoạt đó như vậy. Nếu luôn. Như mọi người muốn nhìn cả hai, mọi người nhìn nghiêng đi. Cái góc anh là nhìn bị nghiêng nè. Nghiêng là không nhìn có cái càm nha anh. Nhìn đi, mọi người, ok. Thôi bỏ anh vào bên. Chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ hai sói ca của ngày hôm nay. Xin mời. Nào, xin chào các bạn. Mời bạn giới thiệu với mình. Dạ, trước khi em giới thiệu về bản thân, em xin gửi lời chào tới ban cố vấn cùng hai MC và các ban giám khảo đang xem. Đâu ai là chấm điểm đâu mà ban giám khảo. Con trai anh trai nữa về gia đình nhà vợ y hệt vậy là coi như lấy điểm. Bây giờ mình giới thiệu cho mình đi, mình là ai và đến từ đâu nè? Em tên là Chu Đức Linh, hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra em ngoài sinh viên thì em đang còn một nghề khác, đó là người mẫu tự do. Em hiện tại 21 tuổi. Chàng trai chín ít chỉ biết đỏ mặt, cười ngượng ngùng để che đậy nhịp đập thổn thức bên trong lòng ngực mỗi khi ánh mắt em lướt nhẹ. Dù có thay đổi bao nhiêu trang phục trong mỗi buổi chụp hình, thì nụ cười bình an nhất của anh chỉ hiện hữu trong bộ đồ đầu tiên em chọn cho anh. Trăm lối đi chỉ một lối về, trăm người cần chỉ muốn kiếm tìm một người mong chính là em. 21 tuổi, quá rất là tươi xanh, tráng sĩ. Em đã từng yêu chưa? Yêu bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì em đã trải qua 2 mối tình rồi.
Một mối tình bao nhiêu lâu? Một mối tình trải qua 1 năm và một mối tình trải qua 4 tháng. Hy vọng rằng là ngày hôm nay bạn sẽ tìm được nửa kia của mình nha. Dạ dạ. Còn chàng trai bên này ạ. Trước khi em giới thiệu bản thân thì em xin chào bạn cố vấn. Em chào hai MC dễ thương và em xin chào tất cả các bạn ở đây. Thì em là Đặng Thăng Quân, thì hiện tại em đang là 23 tuổi. Công việc hiện tại của em là đang là một nhân viên của một shop giày thành phố Hồ Chí Minh và hiện là một cầu thủ futsal. Một trong những động tác ăn mừng chiến thắng anh thích nhất đó là sau mỗi cú dứt điểm, hướng ánh mắt về khán đài kiếm tìm sự cổ vũ nơi em. Đến với sân banh vì đam mê, nhưng ghi bàn vì một phần muốn thấy em cười. Cô gái sẽ đồng hành cùng anh sắp tới đây. Em đã xuất hiện giữa hàng triệu người ngoài kia rồi. Có thể bật mở chiếc điện thoại để anh dò tìm tần số chung cho đôi mình không? Nhìn thấy quen quen. Mắt mới nhìn quen có nghĩa là em khán giả hả? Em có là giống như có từng coi á, biểu diễn đá banh nè. Chứ chị nghĩ em đâu có đi ra đá hả? Em đi đá bóng không à? Cái tướng kia là tôi chuẩn bị câu hỏi là bạn có chơi môn thể thao nào không, tại tướng rất là thể thao. Yeah. Tại vì Khánh nhào vô, Khánh nói là có quen thì vô, rồi tôi tưởng là có đá chứ. Chị nhìn hai cặp giò cái bắp chuối bự chà bá luôn phải không? Dạ, em chơi đá banh từ thời điểm mà khi em còn lớp 1 và tới thời điểm bây giờ luôn. Em đã từng là sinh viên của trường Đại học Thể dục Thể thao. Minh Sầu lớp 1 là biết chơi nhảy dây rồi đó em. Em xin lỗi anh. Em chơi môn thể thao đầu tiên là bún thun. Bún thun. Hèn chi bây giờ cái ngón tay dẻo nó cứ vậy hoài à. Đó. Thôi xin lỗi à, múa hơi bị yêu cầu cho một miếng nhạc để tôi cảm thấy Minh Sầu có múa được và uyển chuyển được. Yeah. Chết tôi rồi. Đúng không? Xuất sắc luôn. Đằng sau nhảy nét lắm em ơi. Đúng. Nét chuẩn luôn. Đúng. Chuẩn em đằng sau là nhảy gồng. Đúng không? Đó. Cứng ngắc luôn á. Cứng ngắc luôn vậy đó. Thôi quay trở lại với 2 năm thần ở trên này. Thế bên kia anh đã hỏi về cái mong muốn cũng như là cái tình yêu của bạn đó rồi. Còn em thì sao? Thì em cũng giống như bạn này thì em đã trải qua 2 mối tình. Một mối tình của em thì trải qua được 4 năm và một mối tình thì trải qua được 1 năm. Cái cô bạn gái hồi trước là tại sao chia tay? Dạ cô bạn gái hồi trước thì em quen từ hồi năm lớp 10 tới khi mà em đã sinh viên năm nhất thì cô bạn gái đó là đột nhiên là đi du học. Khi cô ấy đi du học thì không để lại bất cứ một thông tin gì hết. Em rất cố gắng liên lạc với bạn đó nhưng mà bạn đó vẫn không liên lạc với em. Vậy sẵn dịp em nói luôn đi. Em nói nếu mà em có coi chương trình này cho anh biết một lý do anh khiếm khuyết chỗ nào để đền bù, chứ đừng để ra đi như vậy. Em nói đi, đài sẽ quay lên cho em. Em ơi em gì đó, em tên gì? Em tên gì chứ em, cái tôi ơi liền cái không? Thôi không, em ơi, không người ta biết rồi. Không nói em là hiểu rồi. Em tại sao em lại bỏ anh đi mà không nói một lý do? Em có coi chương trình này thì nhớ tìm mọi cách để có thể liên lạc với anh, thì anh luôn tìm mọi cách để liên lạc với em. Thì ủa em ơi, em tới đây em kiếm anh nói kiếm rồi sai nữa em chị. Nói là em đi luôn đi nhé, nhưng cho anh biết lý do tại sao chứ phải quay về lý đi lý do thôi. Nói như vậy á lộn con gái chồng nghe rung nói lại xóa nói lại nói cắt cái đoạn đó nha, mạnh mẽ lên kiểu mà phũ phàng em. Em đã đi được tới thời điểm này là 6 năm rồi. Đừng có tính thời gian, tính thời gian là người ta sao? Là cái mới người ta nói là mình tính, mình mong chờ. Nó mới còn mong chờ hiểu không? Đúng. Xé. Làm đó. Lại. Thôi, cắt lần đó. Em đã đi lâu rồi thì tốt nhất em đừng nên quay lại đây luôn nha. Hay quá. Cái nét chuẩn thiệt. Tại vì ngày hôm nay anh đã có bạn gái rồi. Nhớ liên lạc cho anh biết lý do tại sao. Nhớ liên lạc cho anh biết lý do tại sao, nhưng mà giờ có lý do gì thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hay quá. Cái này là chúng ta để giao lưu, đúng không? Là để khẳng định là bản thân mình như thế nào, mình quyết đoán ra làm sao trong tình yêu. Và ngày hôm nay tôi tìm bạn gái mới. Xin mời hai bạn trở về vị trí để chúng ta xem bốn cô gái ngày hôm nay là ai nhé. Xin mời. Xin mời. Cùng một của chương trình được mang tên Ấn tượng ban đầu. Xin mời bốn cô gái của ngày hôm nay. Wow. Như bốn bức tranh trừu tượng vậy đó. Xin mời bạn số 1 phải tự giới thiệu về mình. Em xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Thanh Tâm. Hiện tại em là sinh viên năm 3 trường Đại học Y Dược Huế. Em học dược ở Huế hả? Dạ, em học răng hàm mặt. Em là người Huế hay là người ở thành phố? Dạ, em người Buôn Ma Thuột ạ.
À, em ra ngoài đó em có thấy thích hợp với cuộc sống ngoài Huế không? Ngoài Huế rất là nhẹ nhàng. Dạ, bây giờ tụi em đang thích một cuộc sống nó sôi động một tí cho nên em thích thành phố Hồ Chí Minh hơn ạ. Rồi bây giờ em chuyển vô đây hay là em bỏ học ngang rồi? Dạ không, hiện tại thì em đang vào nghỉ hè với em cũng nói với mấy đứa bạn là tôi vào Sài Gòn để mà tôi kiếm người yêu á. Trời ơi. Rồi lỡ như mà kiếm được người yêu rồi làm sao? Mình giải quyết làm sao? Mình phải về Huế lại học tiếp mà. Em muốn nuôi tình yêu trong 4 năm nữa và sau khi mà ra trường thì em muốn về Sài Gòn để làm ạ. Mình thì quê hương mình thì ở Huế. Thì nếu mà 4 năm bạn học ngoài đó thì mình cũng hay về Huế lắm. Hợp lý. Còn em? Em hiện tại đang ở Bình Phước. Em đi làm ở đó? Dạ, hay là gia đình em ở đó. Nhưng mà em ở Bình Phước hay là em ở ở thành phố Hồ Chí Minh? Hiện tại hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. À nhưng mà nếu mà sau này thì xây dựng gia đình thì cũng ở thành phố phải không em? Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ của cô gái số 2. Xin mời em. Dạ xin chào mọi người ạ. Em tên là Hạnh, hiện tại em đang là sinh viên năm 3. Tớ đến đây muốn nói với cậu là tớ không thích xem chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao một xíu nào cả. Bởi vì trong đó không giải thích được vì sao tớ lại thích cậu. Trời. Em quê quán ở đâu? Dạ em ở Quảng Nam ạ. Đẹp quá à. Em có biết là em ngồi trong đó đẹp lắm không? Tới ngày mà có rước dâu em cũng nhớ buông cái rèm ngồi y vậy nha không? Mướn ban tổ chức chương trình của chị tới, chị cũng pha đèn y vậy đó em ngồi vậy. Cái gia đình nhà trai cái giới thiệu xong cái vô dẫn cô dâu ra. Hiểu không? Chị Giang vô dẫn ra nha. Mới thấy được sự đối lập á giữa cái bự và cái nhỏ, giữa cái bự và cái nhỏ. Mà nãy giờ em để ý nha, chị Giang này mặc cái đầm ngoại tướng chắc mỏi à, ngồi suốt chương trình chắc mỏi à. Cưng hỏi chứ. Mà chị để ý coi cặp bắp chuối cũng ngang ngửa với em bé bên này á. Chị hình như là ba đứa tụi em sắp xếp đi dập chị hay sao chị Giang? Ờ kỳ vậy em lên đây là để mà chị em mình là tư vấn về cái tần số tình yêu mà tự nhiên đập chị là sao? Thôi em chuyển qua em nói chuyện khác nha. Nãy em nói giỡn thôi. Nói chuyện khác rồi. Dạ, hôm nay chị mặc cái đầm màu hường đẹp ghê. Dạ. Dạ. Nói vậy nghe dễ thương không? Nhưng mà em thấy nó hơi chật á. Bỏ đi. Chúng ta đừng có làm đau lòng chị Giang nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của bạn số 3 nha. Xin mời. Nếu một ngày em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì em đi vòng quanh anh một vòng được hay không ạ? Bởi vì anh chính là cả thế giới của em. Trời ơi. Cái bạn số 3 bạn quê ở đâu vậy? Dạ em quê ở Đắk Lắk ạ anh. À vậy đồng hương với cô số 1 luôn. Dạ em Quảng Ngãi Đắk Lắk. Đúng rồi ạ. Nhìn tướng cao bồi ha, mang giày bút, tóc dài, mặc áo khoác. Một cô gái rất là cá tính. Bên số 4 nha, giày cao gót có cái nơ nữa. À giống như đó, là đẹp luôn. Ẩn số là đây. Bây giờ xin mời em bật mí. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Em tìm mãi cái bè nó không dính luôn á chị Hương. Ta đang thả bùa mà, để ta thả đi. Tiếp em. Tiếp em. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Thắm, năm nay em 20 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 với chuyên ngành báo chí ạ. Trời ơi, hay chị cái giọng này. Tụi em cảm nhận như thế nào? Em ấn tượng với bạn số 2. Vì sao? Bởi vì em thích tóc dài. Mọi người bạn nào đồng lý tưởng của em là gì? Dạ, đối với em thì điều đầu tiên là phải là một người chung thủy. Ờ, anh có. Rồi, anh có. Hên quá, tôi có không? Chung thủy rồi gì nữa? Là một người cho em được một cái niềm tin vững chãi á. Tin đến mức mà khi ví dụ như bạn đó có nói chuyện hay là làm gì với một bạn khác thì em cũng nghĩ đó là vì một cái điều gì đó thôi chứ không phải là đang lừa dối em. Cái đó thì em, anh cũng có. Quân ơi, sao em ấn tượng với bạn nào? Em ấn tượng ở cái bạn số 1. Tại sao? Đơn giản là bạn làm cái tay em thấy ấn tượng. Bạn đang làm trái tim kìa. Bạn số 1 ơi. Dạ. Yeah. Giọng nói của bạn dễ thương quá. Giọng nó nhõng nhẽo ha. Nãy giờ nghe giọng nói thấy được cái diện mạo của bốn cô gái trên đây thông qua tấm rèm thôi. Nhưng mà bây giờ sẽ xem cái ốp điện thoại nha. Xin mời. Đó rồi. Ôi lầm chết. Đúng là cái ốp lưng số 2 phải của bạn số 3 nè. Lý do gì mà em để náo loạn thành phần cốt vấn như này với một cái hình một cái con quyền lực như vậy? Dạ cái này cũng cho thấy con người em vậy á. Ở ngoài thì nhìn em rất là năng động, rất là nhìn kiểu như là mạnh mẽ, lúc nào cũng vui vẻ vậy. Nhưng mà ở bên trong vẫn có một sự yếu đuối nào đó và cần được một người bảo vệ cho em. Em thì em lại ấn tượng với cái ốp lưng số 4. Có một con gái rất là dễ thương. Rất là mát mẻ. Nhìn rất là nhìn mát luôn. Mẻ lắm. Lý do tại sao mà em lại mua một cái cô bé bờ cao đầm xanh, một cái màu xanh rất là mát mắt mà dễ thương như vậy? Dạ, tại vì màu xanh em thấy nó rất là nhẹ nhàng và mát mẻ. Và em cũng thích sự dịu dàng nữa. Bạn số 4 ơi, cho mình hỏi, bạn thích màu xanh lá cây hả? Dạ đúng rồi ạ, mình thích màu xanh lá cây và cả màu xanh dương nữa. Mình cũng thích màu xanh dương nữa. Trời ơi, dễ thương đó.
À, cái tần số tình yêu này nè, đã đang chạm với nhau. Dính dính rồi đó. Nãy cô này cũng nói chung thủy, anh cũng có. Hết luôn, người có niềm tin. May quá mình có. Bên đây thích màu thích gì? Màu ông xanh. Thích nó. Anh thích luôn. Anh cũng xanh thích luôn. Dương, anh cũng thích luôn. Đó. Màu xanh là thích một màu thôi. Cái này em thích thật. Chú ba đi. Rồi, xin mời em. Lý do tại sao lại chọn là màu đỏ à? Dạ, đây là cái ốp lưng mà sinh nhật anh hai đã tặng em. Cái ốp này thì nó lại mang ý nghĩa rất lớn đối với em. Tại vì em đi học xa nhà, người ở bên cạnh em luôn luôn dìu dắt em. Lại là anh hai em. Vậy là từ nhỏ đến lớn là em được anh hai nuôi nấng. Dạ, ngày xưa thì em rất là kỵ tính với anh hai em. Nhưng mà đến lúc năm nhất thì em mới cảm nhận được là lúc đó có anh hai ở bên. Cảm giác như là cả gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá thêm một chút xíu nữa, sẽ được nhìn thấy bốn màn hình khóa của bốn cô gái. Xin mời. Chờ một người tới đây ôm lấy hay sao? Dạ không ạ. Em có sở thích là đi du lịch á chị. Không biết mọi người có để ý không, với cô số 3 là đi ra biển mà đội mũ bảo hiểm nha. Trên đường người ta đang đi phượt. Người ta đi phượt. Người ta dừng lại, người ta chụp hình. Đó là lúc em vừa dừng đến đó và hứng được gió biển thì chạy lên chụp một tấm hình. Vậy là em thích đi phượt lắm đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi, hai bạn trai này có bạn nào thích phượt không? Dạ em thì em thích đi du lịch, nhưng mà phượt thì em chỉ phượt tới Vũng Tàu là hết cỡ rồi. Còn bạn á? Còn em thì phượt được một lần xuống Đà Lạt. Nhưng mà bạn thích đi phượt không? Dạ cũng có. Đó, có luôn hả? Có luôn. Nhưng mà từ khi xong cái đợt phượt đấy thì dính luôn. Về chia tay người yêu, em cảm giác em không thích nữa. Vậy thì phải tìm cái người nào mà hợp với mình khi đi phượt, đúng không? Để mà mình đi phượt xong về mà hạnh phúc nữa chứ không phải chia tay. Chị Giang, ngày mai hai chị em mình đi phượt nha. Thôi bỏ qua. Số 2 ơi. Dạ, em chụp ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt con nói lên rất là mát. Em đưa tay ra như là đón gió vậy ạ. Cảm giác rất là thoải mái. Ở đây là đồi chè đúng không em? Dạ không, đây là đỉnh Lam Bi An ạ. Em sai quá rồi, mình không, tại vì ở trên đồi chè nó cũng có một cái vùng cao giống như vậy, và ở dưới cũng có một cái hồ. Cô Thắm, em chụp tấm này lúc em về làng á ha em? Dạ đúng rồi ạ. Cái này là một đợt mà tụi em đi chơi với nhau á, ở dưới Đắk Lắk á, lên trên thác chơi, và em lưu giữ lại những cái tấm hình này làm kỷ niệm ạ. Dễ thương quá. Cưng, chị thấy Cưng hợp với số 2 á. Dạ. Quân rồi, nó cũng cởi mở. Ban cố vấn đã tư vấn như vậy rồi, chúng ta cũng thấy được hình dáng, nghe được giọng nói, thấy được ốp lưng rồi màn hình khóa của các bạn. Thì hai bạn phải đưa ra quyết định của mình. Nhưng mà trước khi đến với quyết định của hai bạn thì chúng ta sẽ đến với ít phút giải lao. Và các bạn đã cùng quay trở lại với tần số tình yêu ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho hai chàng trai ngồi ở đây có thể đưa ra quyết định của bản thân mình là các bạn ấn tượng về cô gái nào. Em ấn tượng với số 4. Nãy giờ mới thấy có lập trường đó. Tại vì còn Quân. Em thì vẫn giữ quan điểm của em thì em cũng rà được bạn số 1 rồi. Rà được rồi đúng không? Dạ, thì như chị Hương nói là cả cái ngành nghề vẫn ngành nghề của em thì nó có hai cái nó có liên quan đến nhau. Thì nó có liên quan đến nhau thì ngại gì mà không đến với nhau. Yeah. Hay quá. Thế nhưng chúng ta vẫn còn có một cái sự ấn tượng nữa, và đây chính là sự ấn tượng của ban cố vấn quyền lực ở đây. Xin mời các anh chị. Tôi thì tôi sẽ giữ bạn số 3 ở lại. Bạn Khánh. Dạ em cùng quan điểm với anh Cương, tại vì thấy bạn số 3 rất là cá tính. Cá tính mang về bút. Sau một cái lớp màn mà thấy được cá tính của cổ luôn chứ không cần phải bước ra. Và tấm hình đại diện lúc nãy cũng đã thấy được một cô gái rất là khỏe mạnh. Rồi vậy tôi theo Khánh luôn. Nói chung là chị Lý Giang ơi, ba đứa em chọn rồi, chị cũng như buồn nhìn thấy chị Giang. Chị cười nên nã đi cho ta thấy chị là bà chị dễ thương. Cười nên nã. Đó, vậy đó. Rồi vậy là mình sẽ chọn bạn số 3. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bạn số 2. Xin mời bạn. Thì ra đã từng có một thời vui thì khoe, buồn thì kiếm người chia sẻ, đau lòng thì than thở,
ấy vậy mà quay đi quay lại, cũng có một ngày cuộc sống gói ghém trong một chữ lười duy nhất. Lười nói, lười chia sẻ, lười hẹn hò, lười cả việc mở cửa trái tim mình. Cô nàng mèo lười, sống nội tâm như em, có thể gặp được chàng hoàng tử của riêng mình không? Thường luôn. Bạn này giống như là nữ nghệ sĩ Ái Như. Chính xác. Dịu dàng, hiền lành. Nhìn chào anh chị ạ. Cưng quá à. Em có thể chia sẻ cái cảm giác của em khi đứng ngoài sân khấu này cùng gặp gỡ tất cả mọi người? Cảm giác đầu tiên là em bị run. Run hả? Thôi anh đứng ôm em cho bớt run xíu. Trời ơi. Men quá. Mình bỏ bọc nhau như hai chị em vậy. Đấy. Ha. Em bớt run kia. Em đã yêu bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai ạ. Mối tình khoảng bao nhiêu lâu? Dạ lâu nhất là hơn một năm. Gần 2 năm ạ. Cho chị hỏi nha, em nhìn xuống đây thì em có biết là anh chàng nào nãy ấn tượng với em không? Em chỉ cần chỉ thôi. Dạ tại hồi nãy em nghe anh áo sọc nên là em nghĩ anh. Đã phán đoán được là anh áo sọc rồi. Hai chàng trai ở đây, cái ngoại hình là cái mẫu người của bạn lựa chọn hay không? Tôi yêu cầu hai anh chàng đứng dậy, xoay một vòng cho em gái tôi coi. Em gái tôi đứng rồi mấy anh ngồi đâu được. Rồi xoay vòng coi. Tạo nét coi. Vô, tạo nét. Dạ. Tạo nét người mẫu. Cưng cái thằng nó dễ tạo. Né tạo nào. Em coi hai anh phía dưới tạo dáng em thấy làm sao? Em thích anh áo sọc. Nếu mà nhìn thì thích anh áo sọc, còn tiếp xúc nữa thì đương nhiên phải khác nữa. Đúng, đúng rồi, em nhìn một hồi là em sẽ thích anh áo xám á. Nhưng mà em ơi, đối với chị nha, thì lúc mà em vừa bước ra chị cũng đã nói liền đó là giống nữ nghệ sĩ Ái Như. Tại vì chị Ái Như là chuyên tải những cái vai gì biết không? Một người vợ kể như là nhìn vô là cưng liền, an toàn, dễ thương, đảm đang đủ thứ á. Chị biết chắc sau đêm nay là rất là nhiều người, mặc dù nãy giờ là chị thấy anh Minh Xù cũng là có ý định là cứ tới vỗ về với em rất nhiều, không chừng sau đêm nay Minh Xù lại kiếm số điện thoại làm quen, nhắn tin ha, là bạn cũng được phải không em? Từ từ mình có từng số sau. Dạ ha. Em cảm ơn chị ạ. Dạ, kết bạn Facebook trước nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cái tướng số phu thê đó mặt giống nhau quá trời luôn á. Để em đưa em nó vô, chứ bây giờ mình chào mọi người cái mình vô nè. Trời ơi, làm với hai họ vậy. Rồi, vô em. Đó. Dễ hơn. Tất cả sẽ có trong tần số tình yêu phát sóng vào lúc 21h40 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.